Rất vui mừng được gặp lại quý vị, quý vị khách hàng trên kênh YouTube Nhà đất Bà Hoàng, kênh chuyên nhận ký gửi, mua bán và nhận giới thiệu các sản phẩm bất động sản tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Thủ Đức, thành phố Di An, thành phố Thuận An, thành phố Thủ Dầu Một. Vâng, thưa quý vị, buổi chiều hôm nay thì Bà Hoàng đang có mặt tại trục đường D1, phường An Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương để chia sẻ đến cho quý vị một căn nhà cấp 4 và một lô đất trống với chiều ngang 10m và chiều sâu là 20m. Hướng lô đất, hướng nhà là hướng chính nam. Với diện tích tổng là 200m², ngang 10 dài 20. Hiện tại đang kinh doanh quán nhậu có tên là Loan Sài Gòn ở phía trước quý vị đang xem trên màn hình. Vâng, hiện tại thì chủ quán đang thuê để kinh doanh, cho nên Bảo Hoàng xin phép chỉ quay ở xa vì hiện tại đang có khách trong quán. Với diện tích là được tính từ ngay nhà nghỉ, có một cây xanh sát nhà nghỉ cho đến gần hết phần bảng hiệu Loan Sài Gòn. Chiều ngang 10m, sâu 20m đang cho thuê với mức giá là 13 tỷ thương lượng trực tiếp với chủ nhà. Lô đất căn nhà của mình thì kế bên căn góc, kế bên một căn góc nữa. Nơi đây thì nổi tiếng với nhà hàng, quán nhậu, karaoke, massage, rồi các trung tâm vui chơi giải trí, quán karaoke, quán cà phê, bia, vân vân, rất nhiều những mặt tiền ngành nghề kinh doanh, dịch vụ vui chơi giải trí rất là sầm uất trên trục đường này. Quý vị có thể đến tham quan khảo sát thực tế khu dân cư Việt Sinh Vĩnh Xích 1 để biết thêm những thông tin cũng như là những hình ảnh về khu vực nơi đây kinh doanh, tình hình kinh doanh tại vị trí nơi đây. Và nơi đây thì quán nhậu rất là đông, rất là nhiều như quý vị đang thấy trên màn hình. Quán nhậu rất là nhiều, đặc biệt là vào buổi chiều tan tầm thì nơi đây hoạt động rất là sung với nhiều quán nhậu, nhà hàng, quán karaoke. Đây thưa quý vị, phần đất nhà mình được tính từ ngay phần tường của nhà nghỉ cho đến gần hết bảng Loan Sài Gòn, gần hết phần bảng hải sản tươi sống Loan Sài Gòn với chiều ngang 10m và chiều sâu 10m, trục đường D1, trục đường kinh doanh sầm uất nhất trong khu dân cư Việt Sinh Vĩnh Xích 1, Thuận An, Bình Dương. Vị trí khu dân cư thì gần với thành phố Thủ Đức, cách thành phố Thủ Đức khoảng tầm 3 km, thành phố Hồ Chí Minh, trung tâm thành phố Hồ Chí Minh như là quận 1, quận Gò Vấp, quận Bình Thạnh thì khoảng tầm 15 đến 18 km. Một vị trí kinh doanh rất là thuận tiện gần thành phố để quý vị có thể mua kinh doanh hoặc là mua cho thuê, tiện quản lý với khu vực gần với vị trí thành phố nơi mình sinh sống và làm việc. Còn nơi đây thì kinh doanh rất là ok, đặc biệt là các ngành vui chơi giải trí, ngành ăn uống, nhà hàng, quán karaoke, hay là có thể mở phòng khám hoặc là khách sạn, nhà hàng hay là ngân hàng, vân vân, rất nhiều những ngành nghề kinh doanh rất là tốt trên trục đường này. Nơi đây thì gần ngã ba, ngã tư lớn trong khu dân cư Việt Sinh. Rất nhiều quán nhậu lớn. Và video buổi chiều tối hôm nay đến đây cũng xin được tạm dừng. Còn nếu quý vị có nhu cầu muốn tìm kiếm một sản phẩm đầu tư mặt tiền kinh doanh trục đường lớn với diện tích chiều ngang lớn tầm 10m đổ lên thì đây sẽ là một sản phẩm mà quý vị không nên bỏ lỡ. Và đừng ngần ngại, hãy gọi ngay cho Bảo Hoàng theo hai số điện thoại đang hiển thị trên màn hình để đến tham quan và khảo sát sản phẩm này cũng như là những sản phẩm tương tự cùng phân khúc tại thị trường với những mức giá rất phải chăng, từ chính chủ nhà gửi trực tiếp cho Bảo Hoàng, gửi tới quý vị, quý vị khách hàng thông qua các nền tảng Facebook, Zalo và đặc biệt là kênh YouTube Nhà đất Bảo Hoàng với những video được quay thiết thực
tại khu vực tại hiện trường. Vâng, một lần nữa Bảo Hoàng xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những video tiếp theo. Vâng, xin chào.